với tại sao á mình rất là ghét những người mà chăm sóc cá trong khu mình. Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình cho ngày hôm nay. Hôm nay á thì mình sẽ dẫn các bạn đi trở lại với cái siêu thị ở gần nhà mình, là cái siêu thị Walmart. Thì cái hàng này một cái siêu thị chuyên dụng. Mình có làm một cái vlog về cái siêu thị này hình như là tầm mấy tháng trước rồi. Có phải 2-3 lần mình làm vlog ở đây rồi thì phải, mình không nhớ chính xác. Thì cái nội dung hôm nay á, đó chính là mình sẽ đi mua cái cần câu để chuẩn bị cho cái clip mà mình sẽ đi câu cá ở gần cái mương, ở gần nhà mình. Và cũng là dành cho những cái clip sắp tới. Tại vì bây giờ là mùa hè thì những cái suối nhỏ và những cái sông ở gần nhà mình á, thì nó bắt đầu là nó sum tụ lại để có những người câu cá. Và bạn có quyền câu cá đó một cách thoải mái, trừ những chỗ nào mà nó gặp cái biển là không được câu cá thôi. Thì đó lý do tại sao hôm nay mình sẽ làm clip để vô đây cùng với các bạn đi mua cái cần câu đó để chuẩn bị cho clip kế tiếp, và cũng như là xem thử coi ở trong đây nó bán những cái dụng cụ câu cá như thế nào nha. Rồi, bây giờ thì mình đang ở trong chợ. Thì khi mà mua đồ dụng cụ mà giống như là cần câu hoặc là gì đó giá rẻ thì đa số người ta vô trong chợ. Thì các bạn biết là trong siêu thị này thì mình vô có mấy lần rồi, cũng quay clip cho bạn xem khá là nhiều lần. Và tiện thể ở đây mình thấy cảnh tượng này, ngày mình muốn cho các bạn xem luôn. Các bạn thấy không? Thấy nó tồi tệ mức nào? Đó lý do tại sao á mình rất là ghét những người mà chăm sóc cá trong khu mà thực sự người ta chả có kiến thức gì hết. Các bạn thấy là hồ nước không nè, không có đèn lên đủ ánh sáng. Và các bạn thấy rong rêu không? Nó bám mà, các bạn thấy không? Bám đến mức này đó. Nước thì dơ, rong rêu thì bám như vậy. Các bạn thủy sinh này, cây thủy sinh này các bạn thấy không? Để cho nó bám xanh lè luôn cái hồ này, thấy gớm. Và cái đồ filter của nó nằm góc bên kia các bạn thấy không? Nó bám hết như vậy. Như vậy á thì nếu mà hồ các bạn mà rong rêu bám như vậy, rất là dễ làm cho cá bạn bị bệnh đó. Tại vì ký sinh nó nằm nhiều, mầm bệnh nó nằm nhiều đó. Các bạn nó xem nè, hồ kế tiếp nè, dơ này không vậy. Và hồ của mấy cái em cái cà rốt nè, silic nè, thì mình hay gọi là vậy đó. Thì với thêm mấy con cá chốt, giống như cái bên này nó gọi là cá mập, nhưng Việt Nam mình hay gọi cá chốt nhiều hơn đó. Đó, bám chỗ đó lấy gì mà sao mà cá nó không chết bị bệnh được. Ở dưới đang cũng vậy nè, cái mặt kiến rồi không thành chùi nữa. Hồ nào không vậy hết, tội nghiệp không. Đồ ăn thì lúc nào cũng cho một đống hết đó. Cho nhiều như vậy cho làm gì, cho người phải canh đúng. Nhiều quá nó làm cho hồ bạn dễ bị ô nhiễm đó. Nhưng các bạn nhớ luôn cho mình nhé, nếu các bạn nào mà có đồ đoạn cho cá ước lượng thôi, đừng nhiều quá dễ dần dễ dơ. Hồ nào cũng vậy hết, tội nghiệp mấy em cá này ghê đó. Hồ này cũng vậy, này cũng vậy, này cũng vậy. Trời, ba đuôi kia chắc muốn sách chết rồi kìa. Lắc. Hả? Toàn bộ nè các bạn này, nhìn thấy chén không? Đó, thì các bạn thấy không? Thì ở trong chỗ siêu thị này nó bán đồ cá, nó bán cá. Như các bạn thấy á, thì trong siêu thị bán cá thì nó là như vậy đó. Lúc nào cá nó cũng bị bệnh và không chăm sóc. Tại vì người đây người ta không có biết gì hết về cá, người ta cho đại vậy thôi. Nên đó lý do tại sao mình khuyên các bạn là khi mua cá thì đừng bao giờ mua trong siêu thị giống như mấy cái chợ như vậy. Hãy đến những cái tiệm cá cảnh mà người nuôi cá cảnh đó thì phải biết cơ, thì lúc đấy nó sẽ tốt hơn. Chứ nếu mà bạn không có biết cách chọn đó, mà mua như vậy, bảo đảm cho các bạn đó, là mua cá về 2-3 ngày cao lắm được tuần mà cá chết rồi. Rồi thì bây giờ thì mình đang lên khúc mà đi tới cái chỗ mà bán cần câu các bạn. Thì chỗ này bạn nào mà coi những vlog trước của mình thì các bạn sẽ biết là ở đây nó bán cần câu và khá là rẻ. Nói chung là mình nuôi câu cá sông suối với lại thường thường thôi thì không cần chuyên dụng cho lắm, nhưng mà chuyên dụng nó cũng có luôn. Rồi tới nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Quá trời đủ màu dáng, đủ kiểu sắc luôn. Và giá cả thì cũng nhiều loại khác nhau, để mình coi thử coi lựa cái nào thường thường thôi. Tại vì câu cá ở sông suối mà đâu có nhất thiết là phải chọn thằng nào mắc tiền, coi cái giá nữa ra. Tính mua loại mười mấy đồng thôi, và câu cho vui vui thôi. Mùa giá đâu ta? Anh
đúng là ngủ rừng thiệt. Hồi trước thì mình hay mua ở bên chỗ Best Pro ấy. Thằng đó thì nó chuyên dụng hơn mà giá nó hơi mắc nên mình ít khi nào mua ở trong chợ này nên mình không biết mà trong này thì giá như thế nào. Một cây này đây, từ để mình hỏi thử cái nhân viên đây. Sau khi mình hỏi nhân viên ấy, thì người nhân viên đây chỉ cho mình đây, loại rẻ nhất là 5 cúc này, 17 đồng 76 sen. Thì thằng này thì rất là rẻ, có nghĩa là hình như là một cái như vậy nó là 17 đồng 76 luôn hay sao đó. Tất cả mọi thứ luôn á, không biết có chắc chắn là như vậy không. Thì mình tính là mua chỉ giá bằng này thôi. Thì trong mấy cây này chắc mình lấy thằng màu trắng này hoặc là màu nâu đen này, tại vì mình thích hai màu đó, màu đen hoặc màu trắng này, trước giờ mình chỉ có thích vậy thôi đó. Một cái này thôi nhưng nó dài ra. Ai, công nhận không có rành về ba cần câu này. Mình cũng phiền, trước ở Việt Nam mình toàn chơi ba cái cần tre trúc để câu sông suối không mà. Thì đâu mấy ngày mấy đâu. Hồi lấy lại cái đi ha, lấy màu trắng vậy. Lấy đây đi. Ok, đây. Rồi giờ mình sẽ đi hỏi thử cái cần thiết thêm là mấy cái lưỡi câu mồi như thế nào nữa. Nói chung là không có rành. Hồi nãy thì mình tính mua cái cần câu màu trắng, nhưng mà sau khi mình lượn qua khúc này á, thì mình đã quyết định rất là đổi lại. Đây thì nó có đầy đủ hơn, có màu trắng, màu xám. Và ở đây á, thì nó có hai loại. Thứ nhất á, là thằng ngắn nhỏ này, như thế này các bạn. Nó cũng có khoảng bằng mét, các bạn thấy không? Nó cao bằng 1 mét, chắc là mét 75. Tại vì mình mét 78 mà, tới cái mắt của mình lận chắc có khoảng này mét 70 hả. Đó thì thằng này thì nó có luôn cái hệ dụng cụ là cơ bản nhất, thì giá nó mềm hơn, nó có 6 đồng mấy à, tính là khoảng chừng trăm hai mấy, chắc cho trăm rưỡi 150.000 tiền Việt Nam. Thì mình tính mua thằng này tại vì cái suối gần nhà mình thì nó cũng nhỏ, nó to nên không nhất thiết phải mua thằng dài hơn. Mình đã suy nghĩ giờ thì mình đang đến cái khu vực mà nó bán lưỡi câu mấy cái đồ phụ tùng rồi các bạn. Bán cái đồ phụ tùng này, dây cước này này nọ để đủ hết nhiều loại khác nhau, gì mình spider wire có nghĩa là chắc như dây tơ nhẹ đó. Chắc vậy khá là nhiều. Dưới đây là ba cái dụng cụ chùi làm sáng làm bóng rồi phao câu nữa, bạn thấy không? Phao câu đủ loại tròn rồi phát sáng đó. Chơi cả dạ quang nữa, chấp nhận cho ban đêm câu nhấp mấy thử mấy con là nó ghi beacon refill mấy cái này nó rắc cá nó sáng. Cái này quá thiệt, nói chung là dân không phải dân câu cá em có đàn lắm. Rồi đây là lưỡi đủ loại hết, giá thì cũng mềm thôi, cũng đồng mấy à. Quá trời mấy loại khác nhau nữa. Mình sẽ có lưỡi gì mà kỳ cục quá. Anh em phải cái này là như ô nè, lít chùm đó. Như dài, men nhìn mấy nhức đầu ghê. Không rằn có khác. Đó lý do tại sao mình chọn cái đồ rẻ nhất. Và nó có bao gồm những cái lưỡi câu cho mình luôn. Và để mình đi tiếp, lỡ rồi tới đây là đi tiếp cho các bạn xem luôn chứ về sớm thì cũng hơi kỳ. Đây. Đó, lưỡi mà có những cái hình những con cá mồi dụ nè. Đó. Đó. Còn lưỡi mà nó có giống như cái còi nó hài thiệt, chẳng lẽ vừa đi nó vừa huýt nhỉ, chắc tạo ra tiếng kêu giống như con cá khác, là dụng mấy con cá ăn. Đây mồi câu này nó có cái miếng này xếp chớp vài mấy con cá tưởng đồ ăn lao vô giống như là da của mấy con cá khác đó. Đó màu vàng đó này. Hey, chúng có nhiều loại dễ mê, rồi có hình giả dạng mấy con côn trùng nữa. À, có nghĩa là đi câu đâu có tốn mồi đâu. Chỉ có mua cái này là xong. Đủ loại, đủ kích cỡ. Trời, cái này mấy con cá vào đụng luôn. À, có cái mồi ngay giữa nó vậy. Kiểu này thì chắc phải câu miếng cá chắc phải to bằng cái bắp đùi mình cho ít. Quá trời, quá trời. Ồ, đây thêm mấy cái vợt mà chuyên gia để đi kiểu như mình câu rồi á, thì mình vợt nó lên. Đó. Kích cỡ để có hết. Ồ,
nhiều quá, bữa hôm không có vô đây. Rồi tiếp tục để các bạn xem tiếp. Đây là những cái mồi đó, tất cả là bằng nhựa hết. Mấy mồi này giống như là các bạn câu thì các bạn kéo răng cho mồi vô, nhưng mà mồi bằng nhựa nè, giả được nó đủ thứ kiểu màu, nước kim tuyến, sơn sa, hành lựu nữa, màu trắng nữa nè, giống như con trùng, đủ kiểu dáng hết, đủ màu sắc hết. Trời ơi, những cái này nữa màu mè thì sợ, không biết cái con cá nào mà nó màu mè vậy. Cái này cá kiểu này chắc là cũng yêu màu sắc lắm. Đây nè, hôm mình nó còn nhớt nhớt giống như này, nó có mùi luôn hay sao, nó ngâm với nước đó. Nó nhớt nhớt hết, tất cả những con này đều nhớt nhớt, giống như chắc nó tẩm thêm thuốc mùi à, nên thì nó kèm thêm cái lưỡi nữa. Rồi nhục quá, không thể review hết được. Rồi mình tới cái khu cái khác đi. Rồi giờ lại đến mùi khác nữa, mùi là con tôm. Đây tôm màu khác nhau giống như các khu con à, ôi có mùi hình con cá giống y như con cá cái gì nhờ, cá rồng này, các bạn nhìn nó giống không, mặt y chang cá rồng à, dạ men à, có mùi con tôm gì nhờ mà nó búng phát nhanh lắm, là quên bẹ tôm bộ ngựa hả, như nó nè. Đây thì lại qua đây là mùi những con côn trùng đó. Đó, mùi hình con dế nè, nó có ngâm thuốc đúng thiệt, mấy cái nào mà có nước đó, là nó có thuốc để tạo mùi này. Thêm lông chim thì chắc dành cho mấy con cá như thể loại như cá lóc đó, mà nó thích ăn những con nào như chim này nọ, tại vì nó hay dụ người ta, có nhiều người ta câu cá lóc bằng con vịt hay gà gì đó, thì thể loại này dành cho cá mà thích ăn mấy cái con đó quá. Rồi hình con mắt thì đủ thứ, đây là cần câu chèn dài đủ thứ giá khác nhau hết, thì 6 mấy đồng, 3 mấy đồng, 4 mấy đồng, 2 mấy, 2 mấy, 10 mấy, 10 mấy, 10 mấy đó, 10 mấy hàng dài. Mình mua thì hàng bên kia đẹp nhất, bên này thêm chúa sao nhiều thế, nhiều quá sao mà review hết được, mình là không chuyên nữa. Họ nó còn có luôn cả cái mồi câu mà giống mình cái con crayfish. Hài thiệt. Mà màu sắc đầy đủ luôn nha, màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu vàng thì có hết đây luôn nè. Mà kim tuyến, sơn sa, hạt lựu luôn. Đây nó còn có nguyên cả một cái con giống như con lươn chặt dài thằng lò. Cả những cái lưỡi câu ấy, cái chì rồi, to đung. Như cứ sẵn cho các bạn hết tất cả luôn. Này cũng vậy luôn nè. Mấy cái cần câu siêu nhỏ luôn, chút ép ta. Mà cái này nó sao mình kết cái này, cái này nó bé xíu xíu à, hay mua cái để câu nhờ, nó bé xíu à mà nó thấp lắm à, nó bảo là super thấp, cái này nó mềm dẻo lắm á. Cái này dành cho câu cho tiện dụng mini này, chắc khoảng chừng tầm mét mốt hoặc mét đó, đây cái tay của mình đâu, được khoảng chừng 3-4 gang thôi. Đó, còn cần câu cấp mà có luôn cả những cái mồi trong cái sẵn, rồi cần câu cho em bé đó, hình xe hình câu được nha, mà không câu được nhưng mà cho em bé thôi. Nó đây nó còn có hệ thống mài dao nữa, đá mài nè. Rồi xong lúc mà gọi là cân đo đong đếm và cân nhắc thì mình đã quyết định là mua cái thằng rẻ nhất và nó tiết kiệm nhất, cái thằng mà mình nói khúc đầu á, nó nhỏ và nó có độ mềm dẻo á, tại vì chỉ có câu ở chỗ mương thôi. Thì mình sẽ quyết định là có thể là hôm nay hoặc là ngày mai thì mình sẽ bắt đầu là tiến hành câu thử cái mương ở sau nhà mình, và mình sẽ cố gắng là quay cái đoạn clip tốt nhất dành cho các bạn luôn. Thì trước giờ mình chưa giờ quay clip mà câu cá bây giờ hết, thì đây là lần đầu tiên. Thì mình hy vọng mình sẽ có thể tạo được một cái đoạn là clip mà nó ổn định và nó tốt nhất. Công nhận là cái cần câu này nhỏ gọn thiệt các bạn thấy không? Cái cốp xe mình không có to lắm mà các bạn thấy không? Vừa đủ để lên tới đây luôn, không bị vướng víu gì hết. Thật là thoải mái.
Thì như các bạn thấy á, thì đó chính là nội dung của video ngày hôm nay. Đó là mình đi mua cái cần câu để chuẩn bị cho cái clip mà câu cá sắp tới của mình ở gần cái mương gần nhà mình. Nếu các bạn nào có những thắc mắc, những câu hỏi dành riêng cho mình á, thì các bạn hãy nhớ là comment ở dưới video này, cũng như nhắn tin qua bên Facebook fanpage của mình. Mình sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi này một cách sớm nhất mình có thể. Còn nếu không được thì mình sẽ làm một video tổng thể giống như thế này để trả lời chung cho các bạn luôn. Các bạn cũng đừng quên bấm like và subscribe channel của mình để theo dõi những video mới nhất, cũng như là ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển tốt hơn đến những người đam mê cá giống các bạn và giống mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một video mới nhất.